Khánh Linh xin kính chào quý thính giả đã quay trở lại với chương trình radio Lắng Đọng Đêm Về được phát sóng vào 21 giờ hàng ngày. Quý vị thân mến, vừa sinh cô con gái út được hơn 1 tuổi thì người chồng đột ngột qua đời. Từ đó, một mình vất vả nuôi con, nhưng khi các con khôn lớn lại đi theo con đường hư hỏng. Cậu con trai lớn và cậu thứ ba nghiện ma túy rất nặng. Cậu con trai thứ hai thấy tình cảnh gia đình như vậy nên bỏ nhà đi. Vâng, thưa quý thính giả, chúng tôi đang muốn nhắc đến câu chuyện của cô Lê Thị Tân, sinh năm 1964, quê ở Thanh Hóa. Cuộc sống cô tưởng chừng như đã tới ngõ cụt, nhưng không thể ngờ rằng một sự việc hy hữu xảy ra đã cải biến số mệnh của cô và cả gia đình. Xin mời quý thính giả cùng đến với những tâm sự chân thành của cô. Chồng mất sớm, hai con trai đều nghiện hút. Người phụ nữ đã cải biến số phận như thế nào? Vào năm 2003, khi tôi mới 40 tuổi, vừa sinh cô con gái út được 1 tuổi, thì chồng tôi đột ngột qua đời chỉ sau một cú ngã. Từ đó, một mình tôi vất vả nuôi con. Nhưng khi các con khôn lớn lại đi theo con đường hư hỏng, con trai lớn và cậu thứ ba nghiện ma túy, nghiện rất nặng. Để có tiền tiêm chích, chúng nó đi trộm cắp, làm đủ việc xấu, buôn bán ma túy, vào tù ra tội, vào cai ra cai nhưng đều không cai được ma túy. Thằng con trai thứ hai thấy tình cảnh gia đình như vậy nên bỏ nhà ra đi. Một mình tôi chịu đủ mọi cay đắng, nhiều khi không chịu nổi, nói với con rằng nếu chúng mày cứ nghiện mãi thế này thì chết đi, coi như chẳng còn tên để gọi. Chúng nó biết tôi buồn nên thấy tôi ở nhà thì không dám về. Tôi không có nhà, chúng mới mò về. Không dám về nhà, thằng lớn lên nhà bác họ ngủ nhờ. Bác họ rất tốt, cho nó nương nhờ, rồi bảo nó: bác có cuốn sách này hay lắm, nằm đấy bác đọc cho mà nghe. Khi bác đọc xong trang đầu tiên là Luận Ngữ, mở đầu trong cuốn Chuyện Pháp Luân, cuốn sách chính chỉ đạo tu luyện của môn Pháp Luân Đại Pháp, nó đã khóc, giống như chợt bừng tỉnh sau cơn mê dài. Nó nói với bác nó sẽ tu luyện. Nó vào phòng đóng cửa đọc sách ngay ngày hôm đó và bắt đầu cai nghiện. Sau một tuần học pháp, luyện công, nó đã bỏ hẳn ma túy. Dù bạn xấu đến đập thuốc ngay trước mặt nó, nhưng nó vẫn kiên định từ bỏ con đường tội lỗi ấy. Thuận theo việc học pháp, luyện công và tu tâm tính, mọi căn bệnh của nó cũng khỏi hẳn, ngay cả bệnh lậu. Anh con trai thứ ba thấy anh lớn thay đổi hẳn như vậy, cũng bước vào tu luyện, từ bỏ hẳn ma túy và hoàn lương. Cậu con trai thứ hai sau khi nghe được những tin tốt đẹp ấy, đã quay trở về nhà, cũng từ bỏ những thói quen xấu. Năm sau thì duyên bén, lấy được người vợ mà cả nhà ưng ý, rồi sinh một bé trai rất kháo khỉnh. Được các con động viên, tôi cũng bước vào tu luyện. Con dâu, con gái út của tôi cũng tu luyện. Kể từ đó, gia đình tôi tràn ngập tiếng cười, hạnh phúc. Không khí lúc nào cũng vui vẻ, đầm ấm và đã trở về là một gia đình đúng nghĩa. Tuy rằng con đường tu luyện là gập ghềnh, vấp ngã, ngay bản thân tôi cũng vậy. Các con của tôi cũng có lúc tu tốt, lúc lại lạc đường. Nhưng nhờ có sư phụ luôn bên cạnh, nhờ có đại pháp dẫn lối, mẹ con tôi chắc chắn sẽ tu luyện tinh tấn, vững bước trên con đường sư phụ dẫn dắt. Và chắc chắn rằng, nếu không có đại pháp, thì gia đình và các con tôi, cả bản thân tôi cũng không có ngày hôm nay, cũng không có câu chuyện này để kể. Quý vị có thể liên lạc với cô Tân qua số điện thoại 0984
218-968. Bạn có tin không? Câu chuyện của cô Tân cùng các con trai kể ra sao ngắn ngủi, nhưng nói sao hết những cay đắng, vất vả suốt bao năm mà người mẹ ấy đã trải qua. Bạn có tin không? Để tôi kể bạn nghe. Ở Hải Dương có một ông chồng mê gà chọi và hung hăng, đánh cả vợ đang có thai. Đọc sách Chuyển Pháp Luân cũng đã trở nên hiền lành dịu tính rồi. Lại có một thanh niên băng đảng ở Quảng Ninh, từng nghiện ma túy tổng hợp, cỏ, ke, lắc. Đọc sách Chuyển Pháp Luân cũng đã rửa tay gác kiếm, giờ làm nhân viên lắp đặt và sửa chữa ga của đại lý ga Petrolimex rồi. Hàng trăm hàng nghìn câu chuyện cảm động thần kỳ như thế, nếu chỉ ngồi suy nghĩ thì không cách nào tưởng tượng ra. Pháp Luân Đại Pháp chỉ dạy con người tu tâm tính theo chân, thiện, nhẫn, mà sức cảm hóa của thiện lại mạnh mẽ, diệu kỳ đến thế. Con người khi mới sinh ra, bản tính đều là lương thiện. Nổi trôi giữa dòng đời đen bạc, bản tính ấy đã bị vùi lấp, chôn sâu lắm rồi. Nhưng một khi ánh quang của Đại Pháp soi rọi đến, bản tính thiện ấy sẽ vươn mình thức dậy. Cảm ơn quý thính giả đã ghé thăm Lắng Đọng Đêm Về, được phát sóng vào 21 giờ mỗi tối. Quý thính giả thân mến, với nỗ lực truyền tải những nội dung văn hóa truyền thống được lưu truyền từ ngàn năm, đề cao các giá trị đạo lý nhân sinh, tín ngưỡng đối với thần Phật, Lắng Đọng Đêm Về hy vọng quý thính giả có những phút giây chiêm nghiệm sâu lắng sau mỗi ngày làm việc bận rộn. Đừng quên chia sẻ cảm nhận của quý vị ở bên dưới để giúp chúng tôi thực hiện chương trình tốt hơn. Mến chúc quý vị một buổi tối bình an và ngon giấc.